nhân danh cha và con và thanh thần. Hôm nay chúng ta đã bắt đầu bước vào chúa nhật thứ nhất mùa chay. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa để chúng ta có thể sống trọn vẹn mùa chay thánh này theo thánh ý của Thiên Chúa. Tên mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào sa mạc để chịu ma quỷ cắm dỗ. Người đã ăn chay 40 đêm ngày. Sau đó người thấy đói. Tên cắm dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng thiên chúa phán ra bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên nơi cao nhất của đền thờ rồi nói với người rằng nếu ông là con thiên chúa hãy gieo mình xuống đi vì có lời chép rằng chúa sẽ ra lệnh cho các thiên thần lo cho ông và các vị đó sẽ giữ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá Chúa Giêsu đáp cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi ma quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó rồi nói với người rằng tôi sẽ cho ông mọi sự đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi bấy giờ Chúa Giêsu nói với nó rằng Satan hãy đi khỏi đây vì có lời chép rằng ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bấy giờ ma quỷ bỏ người mà đi và đây các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào hoang địa với Đức Giêsu để gặp gỡ được Thiên Chúa và cùng với Ngài chiến đấu chống lại sự cám dỗ của ma quỷ. Như vậy thì hoang địa ở đâu và thế nào là hoang địa? Hoang địa là vào những nơi vắng vẻ, chỉ có nắng và gió, nhất là sự tĩnh lặng hoang vu, mênh mông đến rợn người cảm thấy sự cô đơn lẻ loi hoang mang sợ sệt nữa chúng ta xem phim thấy hoang địa hay là những sa mạc rộng bao la bát ngát không có gì hết chỉ có gió và cát tiếp đến vào hoang địa là vào ngay chính tâm hồn của mình trở vào tâm hồn mình trong cõi tĩnh lặng ít ai dám chấp nhận đa số là sống quen thuộc với những tiếng động ồn ào náo nhiệt hàng ngày nên thường tránh né không muốn trở vào hoang địa tâm hồn của mình tiếp theo vào hoang địa là sống với chúa trong mọi lúc ở mọi nơi sự kết hợp mật thiết với chúa trong từng phút giây của cuộc đời thì trái đất này cảnh vật xung quanh này nơi ở này chỗ đang đứng này là hoang địa. Đầu đầu cũng là hoang địa nên mình sống kết hiệp mật thiết với thiên chúa. Thường thì nhiều người đọc bài tin mừng này lại cứ muốn diễn tả các chi tiết như là chuyện ăn chay, chuyện ma quỷ cám dỗ, chuyện thú dữ, chuyện các thiên thần hầu cận. Nếu chỉ có thế thôi thì chưa nói lên được điểm chính yếu của bài tin mừng chuẩn bị cho sứ vụ thầy Giêsu vào hoang địa để gặp gỡ Chúa Cha, dành thời gian dài tương quan với Chúa Cha và có những thử thách. Thầy sống với Chúa Cha trong hoang địa nên thầy đã đánh bạc được những cám dỗ của ma quỷ. Thầy sống với Chúa Cha nên cảnh vật thiên nhiên hòa dịu lại trở nên sống động chứ không còn hoang vắng và ghê rợn nữa thầy sống với chúa cha nên mọi thú dữ không còn bộc lộ bản năng lo tự vệ không còn nhe răng nanh giơ móng vuốt mà hài hòa ở chung quanh thầy thầy sống với chúa cha nên các thiên sứ hầu hạ tới lui gần gũi với thầy người mới tập sống cầu nguyện sẽ có kinh nghiệm chuyện này rất rõ Bị cám dỗ bỏ cầu nguyện với những lý do rất chính đáng Giờ này ta đang ở nhà hầu hạ cha mẹ Giờ này ta gần gũi sẻ chia tâm sự với bạn bè Giờ này ta lao động có đồng ra đồng vào Giờ này ta đi làm việc bác ái Giúp đỡ khổ cho cả trăm người Chúng ta có thể ngồi quán hàng giờ đồng hồ nhưng ngồi với Chúa chỉ được năm 10 phút là chúng ta thấy chán rồi. Trung quy lại với những lý do rất chính đáng này là cám dỗ tách chúng ta lìa xa Chúa. Ma quỷ không muốn loài người sống lòng tin ở trong tương quan đậm đà nghĩa thiết với Chúa. Quên Chúa đi để tự mình lo cho đời mình được. Quên Chúa đi để ta sống ngang tầm thần thánh, biết lành biết giữ được mà chỉ những người đã quen sống đời sống cầu nguyện rồi thì chuyện cám dỗ này thấy ngay là chuyện tức cười và ma quỷ thuộc loại láo toét rồi những thú dữ hành học chung quanh cuộc sống là những bản năng thú tính là những đam mê thói tục là những ghét ghen thù hằn đấm đá và chém giết những ham hố của cải chức quyền địa vị cũng phải nằm im và trong tương quan thân tình với Chúa chúng ta nhận ra những khuôn mặt mọi người chung quanh thật dễ thương dễ mến như các thiên thần Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các ông các con ông đang ở với ông rằng đây ta lập giao ước của ta với các ngươi với dòng dõi các ngươi sau này và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi chim chóc gia súc dã thú ở với các ngươi nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra kể cả dã thú ở trong thiên chúa ở trong giáo hội và ở trong cộng đoàn ở trong tâm hồn của mình đi ra làm thành những con người có sức sống có tự do tung bay có khả năng chế ngự có chúa làm chủ đời mình thì sẽ không còn bị những chuyện bên ngoài khống chế đè bẹp nữa có chúa ở cùng với mình thì mình sẽ vượt qua được những cám dỗ chẳng hạn tôi muốn lấy cái gì của ai đó nhưng chúa cho tôi nghĩ lại tôi là con cái chúa thì tôi không thể làm như vậy được thế là mình không lấy nữa hoặc tôi định nói xấu ai nhưng tôi nghĩ lại tôi là con cái chúa và mọi người là anh em với nhau nên tôi không nói xấu họ nữa vâng kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến bước vào mùa chay thánh là thời gian để chúng ta đi vào lòng mình và gặp gỡ thân tình với chúa một thiên chúa sống động đang cùng đồng hành với mỗi người chúng ta trong cuộc sống một thiên chúa chia vui sẻ buồn với mỗi người chúng ta một thiên chúa cùng đồng hành giúp mỗi người chúng ta vượt qua những khó khăn và những cám dỗ của cuộc đời chứ không phải một thiên chúa xa lắc xa lơ và chẳng ảnh hưởng dính dáng gì đến cuộc đời của chúng ta một khi chúng ta đã nhận ra chúa đang cùng đồng hành với những người mỗi người chúng ta thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi chúng ta không còn ghen ghét chúng ta không còn hận Thù ai nữa Chúng ta không giòm ngó Chúng ta không nói hành Nói xấu người khác Nhưng trở nên hiền hòa hơn Trở nên khiêm nhường hơn Và biết yêu thương Mọi người hơn Sống tràn hòa yêu thương tất cả Như anh em một nhà Xin Chúa ban thánh thần Của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta Để giúp chúng ta Thực thi được những điều đó AMEN